Hello everyone. Today I'm making Chinese barbecue pork, a very delicious style of pork that people usually have with rice, noodle soup, or stir-fried noodles. Let's get started with the marination. Xin chào cả nhà. Hôm nay Vân sẽ làm món thịt xá xíu. Và bây giờ Vân sẽ chuẩn bị cho khâu ướp thịt. Cả nhà cùng tham gia xem với Vân nhé. And here is the pork I'm using for today. It's kind of mixed, which has a little fat together with the meat like this, and it's gonna be really nice texture later on after grilling. Và đây là cái phần thịt heo mà Vân sử dụng cho ngày hôm nay. Đó là nó có một tí cái phần mỡ cùng với thịt như vậy á, thì cái phần thịt nướng của mình nó sẽ ngon hơn nha cả nhà. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu với công đoạn ướp thịt. So I'm using 1/3 cup of soy sauce, which is similar to 80 milliliters. One tablespoon of dark soy sauce. Vân sử dụng 1/3 cup nước tương, 1 muỗng hắc xì dầu, 2 tablespoons of hoisin sauce, 2 muỗng ăn tương đen, 2 tablespoons of oyster sauce, 2 muỗng dầu hào, 2 tablespoons of honey, 2 muỗng mật ong. And people also have Chinese cooking oil as it's optional. Và có nhiều người người ta còn sử dụng rượu để nấu nha cả nhà, nhưng mà Vân không có. Và cái đó cũng chỉ là phần phụ thêm thôi. Thì có hay không thì cũng ok. A little minced garlic. 1 coffee spoon. 1 tí tỏi băm nha cả nhà. 1 tablespoon of cha xíu powder. Và 1 muỗng hạt nêm dùng cho thịt xá xíu cả nhà, để cho con nó có cái màu đẹp và cái vị nó cũng ngon. And 1 teaspoon of 5-spice powder. Và 1 muỗng cà phê bột ngũ vị hương. Đây là cái bột cái vị nêm cho thịt xá xíu mà Vân mua được ở tiệm Hoa ngày hôm qua đó. And this is the cha xíu powder for the marination. It gets your pork a really nice color and also of aromatic. And in case people don't have cha xíu powder for the marination, you can also find paprika powder for having the nice color for the meat and also the tasty. Và nếu mà mọi người không có thể tìm mua được cái bột của thịt xá xíu á, thì mình vẫn có thể tìm mua cái bột ớt chuông nha cả nhà, màu đỏ. Thì nó cũng sẽ giúp cho cái phần thịt của mình nó có màu đẹp và cái mùi vị nó cũng thơm ngon nữa. Và bây giờ Vân sẽ khuấy cái phần hỗn hợp này lên cho nó đều nha. And now I just mix this sauce very well before pouring into the pork. And after mixing them very well like this, I'm gonna pour this sauce into my pork. And it should be marinated at least 6 hours or up to 1 day and or 2 days even better. Và bây giờ sau khi Vân đã quậy cái hỗn hợp sauce này thật là cho nó đều á, thì Vân sẽ bỏ vào trong cái phần thịt heo của Vân nha. Và mọi người chú ý một cái vấn đề này rất là quan trọng để cho cái thịt mình được ngon, là Vân sẽ ướp nó ít nhất trong 6 tiếng
hoặc là một ngày, trước một ngày và thậm chí hai ngày nữa thì nó sẽ là ngon hơn nữa. And I save a little sauce for tomorrow so that I can place them after the oven so that the meat can be even nicer. Và Vân cũng có chừa lại một tí xíu sốt như vậy để cho ngày mai sau khi mà Vân nướng xong á, thì mình sẽ áo cho cái phần thịt của mình thêm một lớp cùng với mật ong cho nó ngon và nó đẹp hơn nữa nha cả nhà. And now I just turn the meat a little bit before putting them in the fridge. Giờ Vân sẽ chở thịt một tí trước khi Vân bỏ vào tủ lạnh nha. Hôm nay Vân ướp và Vân sẽ nướng trong lò nướng vào ngày mai. Thì cái phần thịt của mình nó cái vị nó sẽ còn ngon hơn nữa. Nếu mà cái thịt xá xíu mà mình làm gấp quá đó thì nó sẽ không có ra cái vị thịt đâu. We cannot rush in doing this. The longer it marinated, the better it is. So, và bây giờ Vân sẽ cho nó vào tủ lạnh nha cả nhà. Và ngày mai Vân sẽ bắt đầu bỏ vào trong lò nướng và mình sẽ tiếp tục với công đoạn đó. Now I just put them in the fridge and gonna grill it in the oven tomorrow. Okay, I just take out the meat from the fridge and it's been marinated in 21 hours already. And I'm gonna grill it in the oven now. So, let's see how my meat is looking like. Wow. When you open, you hear the smell of the sauce, really nice. I'm gonna turn them a little bit now before putting into the oven. Và Vân mới vừa lấy phần thịt của Vân ướp ngày hôm qua ra đó cả nhà. Và tổng thời gian Vân ướp thịt là 21 tiếng rồi đó. Và bây giờ Vân sẽ chuẩn bị nướng trong lò nướng nha. Và trước khi Vân nướng, Vân sẽ chở thịt một tí xíu. Đó, như vậy. Okay, now it's time for the grilling. I already prepared the oven in 200 degrees. And the heat is too high from the bottom up and from the top down. So it has a really balance of the heat. And I'm gonna grill it in first 15 minutes. Và bây giờ Vân đã chuẩn bị lò nướng của Vân là cả nhà ở nhiệt độ là 200 độ C. Và Vân để chế độ hai lửa để cho nó lửa từ trên xuống và từ dưới lên cho nó đều nha cả nhà nha. Vân sẽ nướng trong 15 phút đầu tiên. And either you can prepare the rack and you grill the meat only, or you can also put like this so that the meat can absorb with the sauce and it would be more even fantastic. Mọi người cũng có thể làm theo cách là một là nướng miếng thịt không, rồi sau đó mình làm sốt sau riêng. Nhưng mà Vân thì Vân thích bỏ chung như vậy để cho cái phần nước sốt của mình nó ngấm vào thịt và nó sẽ ngon hơn. Okay, I will be back in 15 minutes and check out my meat. Now I'm gonna check the meat after being grilling in 15 minutes. And you see, it's just a little bit cooked only. And the sauce looks really good. But then I think I will leave it a little bit for another 10 minutes to see how it's gonna be. And I think with the sauce inside the meat already, I don't think that I'm gonna place for the survey. But just you can do that if you like to. Và sau 15 phút Vân mới nướng thịt thì nó cũng chưa có chín mấy, cho nên Vân sẽ tiếp tục trong 10 phút nữa để xem cái thịt của mình như thế nào. Và mọi người cũng có thể sẽ áo thêm một cái lớp sốt mà mình chưa ngày hôm qua cùng với mật ong á, để cho cái mặt thịt nó đẹp hơn. Hoặc là nếu không thì mình sẽ chở thịt cũng được, không sao. And this is the sauce
that I left a little bit yesterday, and I'm gonna put 1 teaspoon of honey so I can place one more layer on my meat now. Cho thêm cả một muỗng cà phê mật ong vào nha cả nhà, cho cái phần sốt ngày hôm qua con chừa lại á. Thì bây giờ con sẽ chuẩn bị áo một lớp ở trên bề mặt của thịt để cho cái thịt nó của mình nó sẽ đậm đà hơn và có màu nó sẽ đẹp hơn. And the reason I do this is just for the meat has a really nice color and the texture also even better. And I'm gonna check the meat soon after another 10 minutes. I already take out my meats from the oven after 30 minutes, and I'm gonna place for my pork a little thin layer for the leftover sauce yesterday, so it's had even nicer color and also not making my meat is so dry. And you look at this piece, it's already looking so nice. Và sau khi Vân nướng thịt cỡ độ được trong 30 phút trong hai lần á, thì bây giờ Vân sẽ lấy thịt ra và Vân sẽ áo cho cái phần mặt thịt một lớp sốt ngày hôm qua mà Vân chừa lại cùng với mật ong để cho cái thịt của mình nó sẽ có màu đẹp hơn nữa và cái mặt thịt nó sẽ không có bị khô. Và mình sẽ nướng thịt trong, để thịt trong 5 phút nữa. And I'm gonna cream it in another 5 minutes. So I'm gonna cream my meat in another 5 minutes after place them. So và bây giờ Vân sẽ nướng thịt của Vân thêm cỡ độ 5 phút sau khi Vân đã áo một lớp mật ong nha cả nhà. Okay everyone, after 45 minutes cream in the oven, my meat is totally done. And I think I don't need to place another round for the surface of the meat because you can look, the surface is really nice. Then I don't think I will do it another time. Và sau khi Vân nướng trong lò nướng được 45 phút thì cái thịt của Vân nó được như vậy nè cả nhà, nhìn thấy không? Đó. Cái mặt thịt rất là đẹp. Và Vân nghĩ Vân không có cần phải phải áo thêm một lần thứ hai nữa. Và bây giờ Vân sẽ cắt thịt ra cho mọi người cùng xem nó như thế nào nhá. I'm gonna cut the meat to see how it looks nice now. Bây giờ Vân cắt thịt ra nha cả nhà nha, thịt nó rất mềm và cái màu thịt nó cũng đẹp nữa. Và tổng thời gian sẽ là 45 phút cho tới 1 tiếng là cũng có thể ok, và tùy vào loại cái lò nướng của cả nhà sử dụng nữa. So total time I cream my meat is 45 up to half 1 hour. And it still depends on the type of the oven you're using, either electric or the gas one. Đó, mọi người thấy miếng thịt của Vân không? Nó tan chảy ra rất là ngon. Cái mùi rất là thơm luôn nha cả nhà. Bây giờ Vân sẽ cắt hết những phần thịt còn lại nha. I'm gonna cut for the rest of the part. And today we gonna enjoy with the bread. Và hôm nay cả nhà Vân sẽ dùng cùng với bánh mì. It's also really nice and good when you use them, enjoy them with stir-fried noodles or a noodle soup. Và hôm nay Vân sẽ dùng chung với bánh mì. We enjoy with the bread today with our pickles. This is carrot and radish in vinegar sauce and a little tomato and onion. And here is the sauce I make on the side, which has soy sauce and dark vinegar
and a little sugar. And we don't forget the super delicious sauce inside the meat as well. Và hôm nay cả nhà Vân sẽ dùng cái bánh mì đồ chua cùng với cà chua và hành tây. Bên cạnh đó Vân cũng có làm thêm một tí nước chấm. Và mình cũng sẽ sử dụng luôn cái phần nước sốt ở trong miếng thịt nha cả nhà. Vì phần thịt nó rất là ngon. Here we go. Now we really can enjoy super delicious char siu Chinese barbecue pork together with the bread for today. Or either you can enjoy with fried noodles or noodle soup. And this is my pickle, which is radish and carrot mixed with vinegar and sugar and a little sauce from soy sauce and dark vinegar. It's really nice meat. Not only looking nice, but the taste is really nice as well. Thank you very much everyone for watching. Have a nice week ahead. Và đây cả nhà thấy phần thịt của Vân đó, không những có màu rất là đẹp mà cái thịt đó Vân thử nó rất là mềm, thơm, như là ăn mà nó tan chảy trong miệng của mình luôn á đó. Và hôm nay cả nhà Vân sẽ dùng với bánh mì. Nếu mà còn dư thì tối mình có thể mình nấu hủ tiếu để mình dùng. Và đây là phần đồ chua, không phải nước sốt. Và một tí hành tây với lại cà chua. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi. Chúc cả nhà một tuần mới thiệt là vui vẻ.